mấy cái vận động mới kêu đi đi quyên góp xin. Mới hôm nay nó hỏi ủa sao mẹ sáng giờ ngủ sao không thức dậy ăn cơm, cái nó trời ơi mẹ còn mệt mẹ ngủ thôi, cái mới lôi ra nó đi ra xa chút, em nói thôi để cho mẹ ngủ đi, để con đi chơi đi, để thôi mẹ thức mẹ mệt lắm á. Nó chứ bây giờ mình suy nghĩ chỉ vì vợ mình lúc đó mình không có nói mà ngại, chứ cứu được vợ mình là trên hết rồi. Cho nên mình dù chịu khổ chịu cực thì mình cũng phải cam chịu. Gần lát nó bà đánh đó nha. Bình thường thì bé khóc thì sẽ có mẹ dỗ. Dạ cũng như cũng có mẹ nhưng cũng có cha, tại vì thường thường á vợ bé mến em, mẹ hơn mến cha hơn, nó mến em hơn tại vì thường. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay là hơn 9 giờ tối và Bùi Hồ cùng với anh Một Đồng có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Sở dĩ các anh em phải có một cái buổi ghi hình tối như thế này á là vì có một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Trong lúc vợ lâm bệnh á thì người chồng bồng hai người con của mình xin tiền để mong được cho vợ mình sống. Có gọi cho Bùi Hồ. Tuy nhiên thì Bùi Hồ cùng với anh Một Đồng có mặt ở Cà Mau. Qua ngày hôm sau thì anh báo tin là vợ của mình đã ra đi mãi mãi, bỏ lại hai đứa con thơ cùng với cảnh gà trống nuôi con. Biết được nỗi khó khăn vất vả đó và thậm chí là đến thời điểm hiện tại là không có tiền để mà mai táng luôn cô bác của anh chị. Và hôm nay thì thay mặt cho tất cả quý mạnh thường quân á, Bùi Hồ cũng vô đây thăm hỏi và cũng như là thay mặt quý mạnh thường quân để coi tình hình của anh thiếu khốn như thế nào để lo làm việc hậu sự cho chị á. Rồi mời cô bác của anh chị cùng vô đây ha. Khung cảnh cũng khá là tối luôn. Buổi tối như thế này cái con đường cũng khá là lạnh luôn. Lạnh hơn khi mà chị và của anh vừa mới mất. Cái con đường à vô khoảng hơn 200 mét ha. Người vợ của anh thì mới có 23 tuổi phải không em? Đúng rồi, 23 tuổi thôi cả nhà. Rồi em chào anh Hậu ha. Dạ. Em chào anh. Ngày hôm nay thì hai anh em của em á nhận được tin khá là buồn về gia đình của mình. Dạ. Thì không biết là vợ của anh thì mất khi nào hay nào ha? Dạ nó mất hồi đêm hồi tối này anh, hồi lúc mà 0:30 á anh. Dạ khuya ha. Dạ. Chị nằm viện mấy ngày? Nó từ những lúc mà nó vô viện là bữa 12 tây tháng 10. Mà tới bây giờ là như là 11 tây tháng 1 tây tháng 12 đó anh. Anh Hậu là năm nay là bao nhiêu rồi? 39 tuổi rồi anh. Còn chị mới có 23. 23 tuổi. Anh với chị là cưới nhau lâu chưa? Cưới nhau năm nay cũng 6 năm rồi anh. 6 năm rồi. Dạ. Trước đây anh với chị làm việc gì anh Hậu ha? Em thì công đoàn nó giống muối với anh. Dắt muối hả? Dạ, dắt muối với Bạc Liêu lên đó. À, còn chị? Ở nhà coi trông hai đứa nhỏ. Vậy là mới phát hiện bệnh đây thôi hả? Nó bệnh từ trước giờ nó cũng mấy lần rồi. Nó lúc mang bầu nhà, nhỏ lớn là nó vô bệnh viện nó nằm chỉ bệnh động kinh đó. Rồi mấy năm nay nó cũng tái đi tái lại cũng mấy lần đó anh. Mà còn kỳ này á, thì nó vừa bị động kinh và thêm nó bệnh nó là nhiễm trùng phổi nặng. Chị ở dưới giờ cũng là hơn một tháng 20 ngày rồi nó qua không nổi nó chết tối. Tổng cộng là mình tốn hết bao nhiêu tiền anh Hậu? Bây giờ nói chung ra là không có nhớ nổi. Nhiều khi ta kêu đi đóng viện phí đó rồi không có tiền, cái bồng hai đứa nhỏ đi vòng vòng xin tiền mà đóng viện phí cho nó. Nhiều khi người ta cho cũng được chịu ngoài vậy đó. Rồi đóng viện phí cho nó, nói chung như cũng nhiều lần vậy đó, giờ cũng không nhớ nổi. Là bồng đi các bé đi sinh là mấy ngày? Thì mới cách đây chừng khoảng 4-5 ngày nay đó là ở dưới tôi có kêu đóng viện phí đó mà không có tiền. Rồi thấy cái bà chị bà là làm việc lao công mà trong cái tầng 7 khoa nội thần kinh đó. Bà thấy như vậy đó
hoàn cảnh gì cái bà mới cái vận động mới kêu đi đi quyên góp xin. Mới vừa rồi đây xin cũng đựng chịu mấy đó thì đóng vô chịu mấy còn có mấy trăm ngàn xài mấy về rồi lấy quay rồi đi về như bác sĩ thấy ổn đó à, mình đi vừa đi về trên này thì về trên này trong vòng mới tối đêm đó thì 8 giờ bắt đảo lại giờ nằm cấp cứu nữa rồi cấp cứu nữa thì sáng lại lên cho lên thằng trên tầng 8 để trị bệnh phổi đó anh. Rồi thì trong ngày đó tới tối lại đúng vào lúc 0:30 thì nó mắc ở dưới đó luôn. Ờ, chị ra đi rồi để lại cho anh là hai đứa bé. Dạ. Tên gì, bao nhiêu tuổi, hên hậu ha? Đứa này là đứa lớn, nó tên là Võ Thiên Hương. Năm nay nó 4 tuổi, cỡ 4 tuổi. Còn bé này thì tên là Võ Minh Khôi. Năm nay nó cỡ 3 tuổi, cỡ gần 3 tuổi. Một bé tên Hương, bé tên Khôi. Dạ. Bé 4 tuổi, bé 3 tuổi. Anh ẵm bé đấy khổ. Ấy quá, anh qua cái ghế này nè, anh ngồi đi. Không sao đâu. Qua ghế này ngồi đi anh. Ghế đây nè con. Ngồi xuống cái ghế đó đó anh. Dạ. Dạ. Trời ơi. Có bé nào nói chuyện được chưa? Hai bé đều nói được chứ. Có bé này nói nhiều khi nó nói chuyện chưa gành hung. Ừ. Có biết mẹ mình mất không? Nhiều khi lúc biết nó hồi tối như tối này đó nó nghe em nói với người ta là ba mẹ nó mất rồi. Nó hỏi ba ơi mẹ chết thì vậy thôi gì ba. Nó hòa lên nó khóc mà khóc trong cái lúc tầng ở tầng 7 ở dưới á. Ai nói thấy cũng rơi nước mắt mà rồi cái thấy gì mình mới nói với bộ nó là mẹ ngủ rồi bé Hương hả? Dạ là mẹ ngủ rồi nó thôi mẹ khỏe rồi thôi mình chuyển mẹ đi về. Chứ thật sự đâu biết mẹ nó chết đâu. Hiện bây giờ là biết không? Cũng chưa biết nữa. Vậy hả? Dạ. Mình với... Hương là... Cứ nói là mẹ ngủ trong đó thôi hả? Dạ. Chỉ nói mẹ khỏe rồi mẹ về. Chỉ mẹ về cho mẹ về ngủ. À, trước đây anh làm thì mỗi ngày được bao nhiêu tiền? Anh làm công đoạn muối á. Nhiều khi có lúc mình mặn được 2-3 ngày thì mình có sơ biết mình... sống còn nhiều khi có lúc mà ở không 3-4 ngày đó. Rồi tới chừng mình ở không 3-4 ngày đó tới chừng mình không tiếng đi màn lại đó. Thì mình tiêu xài nó cũng hết rồi tới chừng đi màn nhiều khi có lúc thì cái sở phí không có để đi màn nữa. Rồi chạy mượn anh em nhiều khi anh em có cho mượn còn nhiều khi còn không có thì mình nghỉ luôn ngày đó. Lúc trước anh nói là anh làm ở Bạc Liêu. Không có, em đi giác muối. Giác muối. Dạ giác muối ở công đoàn đó anh. Như công... À. Ở trên này chút có ông công đoàn trưởng đó, ông lãnh cái ghe muối này nọ lên cái muối ông kêu dạ, mới. Dạ. Cái ông mình công nhân đó thì mình ông lãnh cho mình kêu đường giác. Dạ. Anh nói mỗi ngày là được nhiêu? Nhiều khi có bữa trúng bữa thắng anh, nhiều khi có bữa được thì cũng 300 mấy. Còn mà bữa nhiều khi ít lắm. Còn nhiều khi đi có được 100 mấy, 200 ngàn đó lại à. Mà sơ phí nhiều khi 70-80 ngàn nữa. Rồi còn... về còn được có 100 ngoài rồi sơ phí rồi biết nó nhỏ nữa. Còn chị thì không có đi làm. Dạ. Bệnh nó thì cái bệnh nó đâu có mặn cũng gì được. Đâu với phần còn hai đứa con nhỏ nó lo giữ thôi mà. Giờ nó giữ nó cũng nhiều khi nó bệnh đi bệnh lại hoài vậy đó. Quê của anh là ở đây luôn. Dạ ngay ở đây luôn. Còn chị? À quê nội thì ở bên cha thủ của bạn. Quê vợ anh kìa. Dạ. Quê vợ bên cha thủ của anh. À, cũng ở Chợ Mới luôn. Dạ. Em thấy đám của mình bị ẩm nhiêu quá, anh có anh em gì không? Có nhưng mà tại cảnh mình gì mình cũng không biết sao. Anh có mấy anh em? Có, giờ còn có ông anh thứ hai với ông anh thứ năm. Ông anh thứ năm thì ổng ở bên Phú Quốc ở bển. Ổng không có về được. Rồi còn lại có ông anh thứ hai rồi sáng có xuống rồi này nọ coi tẩn liệm tiếp này nọ rồi. Ổng chiều cũng về cho ảnh rồi, ổng ra mời mới xuống nữa. Ngôi nhà này của mình đó. Dạ. Là của cha mẹ hồi đó lúc sống ở cha mẹ đó giờ ông mắc hết trơn giờ anh em để lại cho hai chồng em ở. Thì chỉ còn được có cái nhà này ở rồi chứ còn ngoài ra là miếng bằng mướn ăn không. Hai bé có được đi học không? Có đứa này đợt đó có đi học nữa mà cho nó nghỉ nó nín. Vậy dạ. Không có đứa bé nào đi học hết hả? Dạ mẹ nó bệnh liên miên hoài đó giờ đưa đi không ai đưa đi đó. Mẹ nó được đó bệnh, được hỏng bệnh tái phát lại đưa
là gần cái tháng này. Nến, nến. Thôi thôi thôi. Ơi ơi. Kệ kệ út sao á. Ơi ơi nến. Đâu biết mẹ khóc đâu, đâu biết mẹ mình vậy đâu. Dạ. Anh thử là anh cơ hậu cũng đâu có dám nói với mấy bé. Dạ, nói chung ra mình nhiều khi mình nói nó cũng không biết nữa. Phải, mẹ đâu mà Hương? Hương ơi. Anh có lo thời gian tới anh mình gia đình mình sẽ sống như thế nào không anh Hồng? Giờ cũng chưa biết nữa anh ơi, giờ nó mắc gì rồi giờ. Giờ mới ôm hai đứa con nhỏ này cũng chưa biết đây tới nữa. Cuộc sống mình cũng chưa biết ra sao nữa. Cơ thể mình phải nói là rất là cơ bắp. Dạ. Thì thấy vợ mình bệnh không có tiền cầm lòng phỏng đặng thì mình đi xin. Dạ đúng thì rồi. Thì lúc đó mình có ngại không? Nói chứ gì, bây giờ mình suy nghĩ chỉ vì vợ mình mà mình lúc đó mình không có nói mà ngại chứ. Cứu được vợ mình là trên hết rồi. Cho nên mình dù chịu khổ chịu cực thì mình cũng phải cam chịu. Người ta có nói mình gần mình là có bao giờ người ta nói mình nói gạt gì không? Cũng có anh, có như bữa đó có đi xuống phòng đó, nhiều khi có phòng vương phòng đó là không có ai giúp chứ. Người ta giờ mình lơm lơm rồi thấy vậy đi ra. Còn mấy phòng kia thì nhầm khi người ta thấy mình tôi gọi nghiệp người ta cũng có giúp. Người ta nói nam nhi á, thành nữ là khó bao giờ mà có người giống như anh vậy á. Dạ. Đúng không anh đâu? Đúng rồi. Nhưng mà đã cùng chung chăn gói thì phải lo cho vợ mình để mà vợ mình được sống. Dạ. Như bữa đó em có gấp lúc mà giờ em cái bữa mà cách đây đêm ngày hôm qua là như vậy là em thấy vợ em không ổn rồi, em có là báo bác sĩ mấy lần nữa mà bác sĩ thì nói xuống cấp cứu là không có nhận nữa rồi em thấy không ổn rồi em mới nói tới bác lơ, em mới nói một hai lần nữa thì mấy bà cũng như coi cũng như là nói chung ra tại chuyện người ta nó không nhận không biết sao giờ. Thì tới chừng lúc mà nó hấp hối nó mắc rồi mình mới nói người ta nói rồi mới mình nóng lòng quá cái mình mới nói nó tại ơi đó chiều giờ tôi nói vậy đó mà mấy người không coi chứ giờ nói vậy rồi. Rồi tôi còn hai đứa con nhỏ nữa tôi ôm tôi sống làm sao nữa giờ cái lúc đó mấy người trong đó người ta mới nóng lòng nó đưa xuống cấp cứu thì nó cũng đã mắc ở trên đó rồi rồi đưa xuống cấp cứu rồi ngay lúc đó giờ là thời điểm đó là 1:00 gần 2:00 là xuống nhịp tim không có còn cái gì nữa chứ mà em bói gói lúc đó là chỉ còn nước muốn xỉu không còn nói gì mà suy nghĩ chỉ còn hai đứa nhỏ gán bường lên nghị lực để mình sống để lo cho con. Anh có nghĩ một thời gian tới diễn cảnh sống cái cảnh gà trống nuôi con thì có biết nó khó khăn không anh không? Dạ đúng em biết cho anh. Em cũng gắng suy nghĩ, mình cũng gắng bươi vào nọ để lo cho con. Nín con, nín con. Thôi, nín. Thấy cái cảnh lạnh lẽo tối, nín. Tiếng khóc của trẻ con, thậm chí là tiếng tụng kinh niệm Phật. Kế bên đó là người vợ, nín người con. Ra đi. Ồ, chị hay hiếp con ha. Lạc là bà đánh nó ra. Lát nó đánh đó nha. Bình thường thì bé khóc thì sẽ có mẹ dỗ. Dạ cũng như cũng có mẹ nhưng cũng có cha. Tại vì thường á vợ em mến mẹ hơn mến cha hơn. Nó mến em hơn. Tại vì thường nó bị bệnh này đó anh. Rồi không có cho hai bé ngủ chung. Từ nhỏ lúc mà mới sinh ra là em đó, lúc mà mổ ra thì lọt lòng ra thì em lo mà. Sửa bọng sáng đêm. Tại vì mình biết vợ mình có bệnh gì đó. Mình mới nương mình kéo vợ mình. Chứ nó để săn sóc hai đứa con nữa là bệnh nó tái phát đi thất phát lại nhanh lắm. Có nghĩa là anh thương vợ mình. Dạ. Bởi vì hai đứa con này là ngủ chung với em từ hồi nhỏ tới lớn. Em ngày xưa anh quen với chị như thế nào mà anh với chị chênh lệch tuổi nhau cũng nhiều á. Ông cậu mà mai. Thì mà mai như mình tình cờ mình nói chuyện qua lại rồi giỡn giỡn chứ đó. Ai về thì đến với nhau thì duyên nợ ha. Dạ. Vậy là anh với chị sống với nhau cũng 6 năm nay. 6 năm rồi. Dạ. Làm thuê làm mướn sống thôi anh đâu. Rồi em nghe nói là nhà mình á khi mà chị mất là không còn được đồng trong túi nữa. Dạ đúng anh. Hôm qua chị về là còn được có 20.000 bạc.
Về tới nhà là còn được có 20 ngàn ba trong túi luôn. Rồi sao? Mình về tới đây thì mình nói lại với cái bà con vòng vòng thấy vậy đó. Cái người ta tính toán sáng người ta xin cái hòm cho nó. Rồi có người cho được tiền bạc này nọ mua bông rồi mua này mua nọ. Cái áo quan này là bên từ thiện cho hả? Cái nào vậy? Áo quan. Cái này bên từ thiện. Đến con. Rồi đến là xin bên từ thiện. Chứ dạ. Đâu có tiền gì đâu. Dạ, lúc về rồi. Là chỉ còn 20 ngàn thôi. Dạ về tới đây còn 20 ngàn. Rồi lúc đó mình có nghĩ rằng không có tiền để mình mua cái quan tài cho vợ mình nằm thì sao? Dạ lúc đó cái thì chỗ người ta cho quan tài nè, cái anh thấy cảnh của em vậy đó, cái anh ông đó thấy Dũng móc cho ông thôi bên tiếp vô thêm để có tiền để mua nhang đèn khối hay này, nhang đèn với bông hoa đồ. Thôi nín nha con. Ngủ ha. Rồi ngủ nha con. Có bao giờ kêu mình hỏi ba mẹ sao con ngủ không thức không? Nó cũng có này nó có hỏi. Ủa sao mẹ sáng giờ ngủ sao không thức vậy, ăn cơm. Cái nói tại ơi mẹ còn mệt mẹ ngủ. Thôi cái mới lôi ra. Nó đi ra xa chút em nói thôi để cho mẹ ngủ để con đi chơi đi để thôi mẹ thức mẹ mệt lắm đó để cho mẹ ngủ mẹ khỏe. Nghe nói mà ngậm ngùi ha. Dạ. Rồi việc an táng của chị thì như thế nào? Thì trước mắt mấy ông anh ngầm ơi là chở đi thiêu về đi rồi còn chị tính mình xe cho nó yên tĩnh thôi. Nhưng mà thì chứ từ không có đất hả? Dạ không, mình không có đất để cho chị an táng mà thiêu luôn hả? Hay dạ, là tính tại giờ không có tiền chôn cắt nên giờ không có khả năng chôn cắt cho nên mình tính quả táng rồi mình sẽ xây cái kim tỉnh cho nó đỡ tốt phần nào để đỡ tốt phần đó, ví dụ có dư sau này em còn để xây sở rồi còn nuôi mấy đứa nhỏ nữa. Có nghĩa là mình thiêu cho đỡ tốn tiền xây cắt đúng không? Dạ, thì bây giờ lo tới đâu tới đó. Tại vì khả năng thì người ta nói thì mình quá tán trước đi. Rồi á, mình đem vậy dù để hai cốt trên bàn thờ đỡ đi, gì nào có tiền nữa tính tiếp. Bởi vì em tính xe, chứ còn ngoài giờ cũng chưa biết sao nữa luôn. Thì giờ mấy anh mấy lớn nó nói gì, nói sao thì mình nghe vậy chứ mình cũng bối rối lắm anh. Có nghĩa là anh nghĩ cái việc đó là ở đây là bà kêu con hàng xóm á là nó thiêu để có cái hài cốt để làm cái bàn thờ đi, rồi sau đó là còn khi có tiền á xây cái kim tỉnh chứ anh thì cũng muốn chôn cất vậy đúng không? Dạ. Nhưng mà tại vì mà nghe nói chôn cất mười mấy 20 triệu á, giờ không có tiền. Nhà mình có đất gì không? Có đất được rồi đó dành với mà sao đất của mấy ông anh hồi đó lúc đó ba mẹ mắc hết trơn nó chia ra của ai có vàng chân. Phía trước này em thấy có những cái ngôi mộ là của ai nha? Bên này là ông cồ, đó là ba mẹ. Đất này giống như là đất thờ của đất nhà ba mẹ mà anh ở nhà này mà. Dạ đúng rồi. Đúng, anh có ba anh em mà. Đất hương quả dạ. Thì đất hương quả. Em thấy cái việc mà chôn nó sẽ rẻ hơn là thiêu á. Tại vì mình đào nguyệt thì mình hạ nguyệt xuống thì ví dụ nghe mình nói không có xây lên thì mình lấp thả đất nó cũng rẻ hơn là thiêu. Mà anh nói giờ mình thiêu đỡ đi, tại vì cái phần thiêu mấy ông lo thì nó được rồi, ông mới nói thôi bảo thiêu cho thiêu đi rồi còn cái phần nữa mình xây cái kim tỉnh đó sao nữa. Nếu như vậy chứ mình sang lấp ngang vậy thì sau này thời gian sau này mình cũng không có khả năng nữa, để suốt đời nó bằng phẳng gì hoài cũng không có thấy không được. Thế thời già buổi sau này có nghĩa là anh nói là phải có tiền làm cái núm lên nữa. Dạ. Nếu như mà cứ đào lên rồi ấy phải ngang thì bằng phẳng hoài thì cũng không nên. Dạ, không tốt không đúng không đâu. Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ thiêu thì cũng được thì đa số thì sau này thì những người cũng đi thiêu không à. Dạ. Ít cũng
một phần nhỏ đem chôn thôi chứ dạ. Cũng có trang chôn nữa. Thấy cái cảnh gà trống như con này á thì tuổi con rất trẻ, ôm hai đứa bé nó khờ dại như vậy á. Mà hồi từ hồi lúc mà nó về đây tới giờ đó thì mình biết nó vậy rồi, thương cũng thương nó lắm, bệnh hoạn giết mà đi giết mà giờ trong nhà cũng không còn cái gì hết trơn luôn, chỉ còn được cái bàn thờ với rồi thôi. Thì chắc có lẽ là anh em mình sẽ đi vòng coi nhà vô nhà của anh cái đi ha, cho cô chú anh chị hiểu thêm về cái cuộc sống của anh thời điểm hiện tại ha. Anh một bọc